cứ chỗ kia thôi. Đâu? Thôi 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 thôi. Sao ơi, sao ơi? Cháu nó kêu sáo bạn. Nó nói được, nó nói được. Kêu đi coi. Đứng lên đỡ luôn rồi. Sao? Được không? Không? Sao? Cái này không? Sao? Cái này. Sao này mình kêu không được các bạn, mình phái nó lắm mà mình kêu không được nè. Sao? Sao xuống đó rồi? Này không có đá con gái nè hả? Đó đó, đi vô nhà các bạn, tối quá. Nó xuống không? Kêu xuống không lưng? Kìa, đó, đó, nó nè mà bắt được không lưng? Không được hả? Giờ tối ngủ đâu? Trời ơi, gì mà Sáu ơi. Sáu. Ở đây coi. Sáu. Ở đây. À, mình lạ coi, tại mình lâu lâu mình lên lần các bạn. Sáu này của con cháu nó nuôi á. Mà nó phải đá con gái lắm, mình thấy nó đá mấy đứa con gái rồi. Tay mình đây nè các bạn, mà mình thò nó không được nè. Sáu ơi. Sáu nè. Ê, đá, 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 đá các bạn ơi, đá rồi Sáu ơi, đá các bạn, nó đá các bạn ơi, Sáu ơi, Sáu nè, sợ hả? Ờ, à, đó đây nè, mình giữ vô đá em, Sáu ơi, Sáu, này qua đây. Sáu, tay mình các bạn, tay mình đang giữ đây các bạn. Sáu ơi. Nè. Nó đứng cách mình chừng nửa thuốc rồi mà mình không chụp được nó các bạn. Sáu ơi. Cô này. Sáu. Sáu ơi. Nè cho tờ miếng coi. Rồi miếng coi. Nè Sáu ơi. Rồi mình gần tới tay nó nè các bạn, gần tới chân nó nè. Sáu ơi. Vuốt ve nha. Vuốt ve nha. Thôi, nó nhát quá. Ủa cái này con hả? Mày bắt ổ hay đâu con? Con mua ổ. Mua ổ hả? Dạ. Mua ổ là mua sao? Mua mà người ta vừa hốt về mình mua. À. Được nuôi được mấy tháng rồi? Này con cưỡng các bạn. Mình đang theo dõi. Đang đang đi từ từ quay con cưỡng nè.